Vâng, thì em chào các bác nha. Thì nay em có về được con hàng hiếm đó là Marang BM94 nha. 94. Chạy nguồn xuyến nha bác, 4 tổ lục nguồn, 12 sò. Mé sở hữu là hồi gỗ sườn sáng bóng. Mé rất đẹp, về trong sáng nay giá là 17 triệu tính bắt chép cho từng vé. Đánh hai cầu loa AB hoặc A+B, trở kháng rộng 4-16 ôm. Nó chạy giờ dòng MOSFET 12 con nên là khá là mạnh. Và các bác có thể quấn những dòng loa châu Âu, đặc biệt đánh JBL rất là hay. Đánh cả loa Nhật luôn nha các bác. Mà BM94 rất là đà này, tiếng ngọt ngào, các bác càng nghe càng lâu càng hay nha. Volume tổng đây là chuyển đường tín hiệu vào này, bắt chép đấy, đủ ba lăng Cineret. Máy rất xuất sắc nha. Con này giá 17 triệu nha các bác. Đây là phía trên nè, 17 triệu mới về trong sáng nay. Con này thì em thông báo cách đây 2-3 ngày rồi. Đây, bác chủ nào có lấy thì alo cho em nha. Đây, phía sau đây các bác thấy đồ đẹp của nó này. Đấy, buông thành sát cạnh, đường CD đầu vào được màu vàng này, được phono màu vàng này, có cổng real manning này. Đây là phần tab monitor, đây, phần tab 4-16 ôm, 200 loa AB hoặc A+B, công suất là 390W, điện 100V, mặt tiền da băng, Marang da băng, điện 100V, 390W, dây nguồn theo máy. Đấy, có thấy góc cạnh rất đẹp nha. Những dòng này khung sườn nó mạ đồng nha các bác, mạ đồng. Bác nào chốt thì alo cho em nha, nặng cực kỳ nha, tại vì nó chạy nguồn xuyến, cấu hình lớn. Thì sau đây em sẽ mở bên trong để có cùng xem. Đây các bác thấy phía sau phía dưới của nó này. Đấy, đẹp chưa, nét căng luôn. Bốn cái chân là mạ đồng luôn. Và cái nắp phía dưới cũng mạ đồng, khung sườn mạ đồng hết. Đấy, máy rất đẹp nha, giá 17 nha. Bác nào mình chơi ribet là chơi như một loa cây, loa châu Âu. Thích tiếng nghe tiếng mềm mại, mượt mà đến từ mặt class A thì alo cho em. Sở hữu nghe cho mình một Marang Digital Monitor BM94, công suất lớn 390W, chạy 12 sò bốc phát. Liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên để chốt sản phẩm: 0978338142 hay là 0965770277. Đây là cấu hình bên trong của em nó các bác. Thì nếu mà yêu thích đồ đẹp của con Marang 94 này và cấu hình quá lớn này thì liên hệ cho em nhé. Đây, 4 tổ lục nguồn và một cái tăng phô xuyến. Mỗi vé nó sẽ chạy là 6 con một phách, 3 xanh 3 đen. Đây, đây các bác thì thấy 3 con xanh này. Đấy, phía dưới là 3 con đen và đối nghịch lại phía bên này nó là các bác sẽ thấy 3 con đen phía trên và 3 con xanh phía dưới. Và không những như thế nữa, và phía bên ngoài đây nó còn sử dụng là 2 con nữa nha. Tổng nó là tới 12 dưới 4 là 16 con rồi nha các bác, chứ không phải 12 con đâu. Tổng là 16 con, mỗi vé là 8 con nha. Chạy 16 sò móc phách, 4 xanh 4 đen. Đấy, tại vì phía bên này là một xanh một đen, bên này một xanh một đen, là tổng là 16 con là nha các bác, 16 con nha. Đấy, sexy là mạ đồng hết, đẹp xuất sắc luôn. Bán nào chốt thì alo cho em nha. Giá 17 triệu đã bao gồm phí ship. Marang Digital Monitor BM94 mới cập bến trong sáng nay, là một trong dòng amply có âm thanh rất là hay, phối ghép đặc biệt đánh JBL tuyệt vời, những dòng bass 30. Vâng, và chào tất cả các bác. Thì đây là con Y Aquafy nha, Aquafy dây nguồn zin theo máy luôn, rất là xuất sắc. Thì được vừa rồi hôm qua này về là con 301 này, 303 này và 303X, và đây con 301 nha bác. Đây là những dòng amply Aquafy với thiết kế sang đẹp và cực kỳ là dễ ghép loa, bởi vì nó trang bị những low net 3 cấp độ. Đây phần trước đây, nếu các bác mình chơi những dòng loa mà thích bắt nặng, mình chọn combo 2 nha, hoặc là mình nghe loa JB thì combo 1 hoặc là low net tech là ok rồi. Đây volume bắt chép đánh hai cầu loa AB A+B, mạch vàng gold đẹp xuất sắc nha, màu gỗ cũng rất đẹp xuất sắc luôn. Con này giá là 24.200.000. Đấy, cân đối cho các bác, bữa báo là 2400 mà cân đối bớt 300 cho các bác là còn 242 nha. Đã bao gồm phí ship, đây là vỏ gỗ rất đẹp nha, muôn thành sắc cạnh. Những con này các bác chơi loa JB, loa tăng noi hoặc là những dòng loa Pioneer Sansui, Onkyo, Diatom, các bác cần tiếng bass nặng mạnh mẽ thì lựa chọn những dòng này, nó dễ chơi, nó nhiều chế độ hát.
loa nét nhiều cấp độ là dễ ghép loa. Đây là phía sau, đây có thay đổi mới những đường kết nối. Đấy, trạm loa điện là 100V, dây nguồn theo máy nha các bác. Đấy, 24.200.000 đã bao gồm phí ship. Bác nào mình chuyển khoản đủ thì em bớt cái số lĩ đó là còn 24 bao ship nha. Em này chạy nguồn xuyến nha các bác, chạy 8 sò nha, khỏe hay, trưng bày đẹp. Đây là phía trước của nó, máy là máy chắc bãi về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, đẹp xuất sắc nha. Bác nào chốt em này thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên nha, và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Thì sau đây cũng không làm các bác chờ lâu, thì em đi vào bên trong vô gỗ luôn, mở tủ vít bên phía dưới nha, phía dưới nó có bàn ốc ạ. Vâng, đây là bên trong, khi lôi vô gỗ ra có thay đổi mới đó nha, máy chắc bãi đẹp keng luôn á. 24.200.000, giờ các bác chỉ dùng tủ vít này và mở 5 con ốc này ra. Còn đây là bên trong cấu hình của con 301 Aquafire, chạy nguồn xuyến, hai tổ lục nguồn, và là phần công suất nha, được chi đẩy tất cả ốc còn nguyên, chưa động chạm luôn nha. Các bác muốn xem phần bo mạch này, chúng ta phải mở 4 ốc này ra. Đấy. Đây, các bác chờ em sẽ mở cho con xem, mở 4 ốc ra nha, ta dỡ cái nắp này lên, chúng ta xem được cái phần mạch. Đây, nó nhấn lên rồi đấy. Bán nào chốt con này thì alo cho em nha, đẹp xuất sắc luôn. Sở hữu một Aquafire thì giá là 24.200.000, nhưng không đủ em bớt cái số lĩ, em vẫn bao ship cho các bác nha. Đây, đây các bác sẽ thấy được bộ mặt nguyên một mà. Một vế là 4 sò, tổng là 8 sò. Đây nguồn xuyến nha các bác, những dòng lớn đều sử dụng nguồn xuyến á. Bác nào mình lấy con 301 Aquafire bằng gold thì alo cho em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Cọc tiền thì cọc vào 2 triệu trở lên thì em ship hàng. Mà các bác lưu ý nha, khi mình cọc tiền thì tiền phí thu hộ là bên 10% nha. Nghe thu hộ 10 triệu thì nó sẽ là phát sinh thêm 100.000. Phụ hộ 20 triệu phát sinh 200.000. Đấy, nên là các bác là chi không đủ thì em luôn bớt cái số tiền phát sinh đấy.